Ok, hôm lên em. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game mới. Con game này sẽ ra mắt vào ngày 5 tháng 3 sắp tới. Trên Steam thì đang có rất là nhiều lượt theo dõi về con game này. Lượt follow rất là cao luôn. Đây, 25k. Con số rất là cao cho một con game mà có thể nói indie. Game này được phát hành bởi là 11bit Studio. Trước đó anh em đã từng biết chứ con game là The Invisible á. Cũng là một con game được chuyển thể từ tiểu thuyết luôn. Game này thì nó không dính đến tiểu thuyết nhiều, nhưng bản chất của nó nói về cái bối cảnh mà lịch sử khá là chân thực của cái đất nước Ba Lan. Nếu anh em chưa biết Ba Lan á, thì là Ba Lan đây. Nguồn gốc của con game The Witcher thì cũng từ Ba Lan ra, nên con game này nói về cái chủ đề quái vật cũng là từ quốc gia Ba Lan luôn, nên hy vọng là chúng ta có thể gặp được những cái con quái vật mà anh em cảm thấy khá là quen thuộc. Game này thể loại là cho master nhập vai hành động, nó mang một tí yếu tố mà điên tối quái vật rồi còn điều tra trinh thám phá án nữa, rất nhiều thứ luôn. Cốt lõi nó vẫn là tên bay Butter trong cái phần combat nha. Đây có cả dòng cốt truyện là điều tra phá án nè, thêm một tí ma thuật bị bí ẩn nè, thêm tâm lý rất nhiều thứ. Coi thử cái trailer, trailer gì tới 7 phút không? Welcome to the mysterious and fascinating Game này sẽ world giới of the thiệu khá nhiều thứ Thaumaturge. á. Today you'll see a few fragments of a quest that will take place in the upcoming game. The Thaumaturge is an isometric RPG set Đây là in an con game thể loại nhập vai nói về 1905 Warsaw, cái bối cảnh where chiến history tranh ở cái crosses vùng đất paths mà with Warsaw năm fantasy. 1905, During mang this nhiều yếu tố quest, lịch sử. we take on the role of Viktor Shulsky, the game's main protagonist, who must help a fearful woman flee the city. Svetlana is a member of the Tsar's court, and her disappearance might raise questions from some dangerous Thôi individual. chơi lời dài quá giới thiệu. Đây, cái một đoạn mô tả ngắn giới thiệu nè. Là game nhập vai theo cốt truyện với những lựa chọn mơ hồ về mặt đạo đức diễn ra trong thế giới đầy đa dạng và văn hóa của Warsaw, là cái vùng đất á, ở đầu thế kỷ 20. Đầu thế kỷ 20 là những năm 1900 cho tới là những năm khoảng là 1950, là 1950 hay là 1900 chín mấy á, à, trong tầm tầm đó, nói chung là khoảng đầu thế kỷ 20 thôi, là trong khoảng năm 1900. Thời đó thì trong cái lịch sử Ba Lan vẫn còn đang là chiến tranh nha, nên trong game sẽ có nhiều cái câu thoại trong cái thời điểm này nói về cái mà quốc gia Ba Lan là lúc đó là một cái quốc gia còn chưa tồn tại trên bản đồ nữa mà. Con game này nói về cái bối cảnh lịch sử với một số cái chuyện hóa dân gian ở cái châu Âu hồi đó, nên sẽ có tồn tại những cái là bí ẩn, những sinh vật là bí truyền chỉ những pháp sư mới thể sử dụng được. Những cái sinh vật đó thì cũng từ mấy cái mà lời đồn dân gian hay là truyền miệng cổ tích gì ra thôi, giống mấy con quái vật trong mà cổ tích Việt Nam mình vậy đó. In Warsaw, it doesn't Game take này thì much cốt to truyện nó fool nặng the nề lắm, với self-fed lại mang cái tính chất điều predicament tra trên thám phán nên chữ thoại nó rất là nhiều luôn. familiar. Anh em xem mà thì tôi có thể là không thể dịch nổi đâu, mình sẽ tóm tắt cốt truyện rồi mô tả rồi gửi cho anh em xem phần lớn là chính. Đó anh em nhìn thấy cách phép đã không? Mấy cái ký tự này thì anh em chơi đồ quýt chơi thì chắc thấy cũng quen quen cái này. Mèo kìa, mèo nào. Đây là hệ thống combat chiến đấu. Tôi thì cũng chưa gành cái này, tại vì mới lướt sơ thử thôi. Hy vọng là cái hệ thống combat chiến đấu có anh chịu sâu một tí để mình có thể trải nghiệm được game. Chứ còn game mà chỉ kể chuyện với điều tra trinh thám phá án thôi thì nó khá nặng nề với anh em đó. Có thể anh em là không thích cái thể loại này cho mấy. Trong game này mà bên nhà phát hành họ cũng bảo là cái đoạn giới thiệu á, mình sẽ có gặp được một vài nhân vật mà có thật tồn tại trong lịch sử là loài người luôn, lịch sử thế giới luôn. Nên tôi không biết mấy cái lịch sử ở bản nhiều nên cũng không biết nhân vật nào có hiệu quả gì ghê gì. Yet I know these demons now come to Ở those with vãi, clear game này đừng có kinh conscience. dị quá nha. They bear a name, Salutars. Salutor này là dạng những cái sinh vật kỳ bí như thế này nè, mình có thể bắt gặp nó trong cái trò chơi, rồi có thể mà chiêu mộ được nó để sử dụng củng cố cho cái sức mạnh của mình luôn. Đó, có rất nhiều con quái mình có thể mà bắt nó về, xong rồi sử dụng cái sức mạnh của nó thông qua những cái thẻ bài như nãy anh em thấy. Đây là cái bui cái cha Gator, chắc là một cái dạng cây kỹ năng. Bẻ lái vào cái cốt truyện của mình đó. Cao trào hồi ức. Thôi, chúng ta vô game được rồi.
Game sẽ phát hành vào ngày 5 tháng 3, tức là tầm một tuần nữa từ bây giờ. Nhưng mà tôi sẽ đăng video gần gần mấy ngày đó, nên anh em coi cái video này thì lúc đó game cũng gần ra mắt rồi. Thì tạo hình mấy con quái vật nhìn đúng đã ha. Còn cái bối cảnh nó thì cái châu Âu của cái thời thế kỷ 10-20 đó, nhìn cũng rất là đẹp độc luôn. Những cái công trình kiến trúc văn hóa bên này, cái nước này là nó khá gần nghe, nên mà Việt Nam mình cũng có một số cái kiến trúc tương đồng á, tuy là hơi ít một tí, cái thời chống Nga, chống Pháp, chống Mỹ. Rồi, bây giờ vô game. Game Capture Thaumaker Option thì tôi không để full nổi, tại con game này thi thoảng nó vẫn còn khá nhiều lỗi, nhất là cái lỗi mất tay save. Game lay, cái này mình có thể skip đoạn hội thoại, hiện cái bản đồ nhỏ. Cái này là hiệu ứng animation trong combat nên tôi để nó khá nhanh đi, độ khó thì cân bằng thôi, chủ yếu mình tìm hiểu con game. Âm thanh thì con game này nó hơi nhỏ thiệt nha, tôi cũng không biết sao nữa nên đành chịu thôi. Quick save là F5, load save là F8, sao không dùng F6? F6 đâu có dùng vô nút gì đâu. Còn cái này là tăng kích cỡ bông chữ lên để cho anh em có thể đọc được, còn tôi thì dạng mù chữ nên cũng đành chịu thôi. Cái gì đây? Thôi 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 thôi. Ập liền, chừng nào mà tôi chơi một mình thì tôi sẽ bật lên. Rồi, vô, máu me thì chắc để đi, con chó chuột trong game, ok luôn. Bạn có muốn bắt đầu một hành trình mới? Cái nãy là cái đoạn cái cảnh load game á, nhưng mà tôi cài cho nổ D nên nó load nhanh quá, nó kiếm ngang cái đó luôn, dạng cái hình thôi. Đây, Thaumast là những cái người được gọi, có thể gọi là những cái pháp sư bên châu Âu đó. Một nhóm cái nguồn bắt từ nguồn từ cái tiếng Hy Lạp, nó có tên là dạng ảo ảnh. Migaslet này là cái dạng ảo ảnh bên mình đó, dịch ra làm sao ta, trong game có rất nhiều cái nhân vật có kỹ năng này luôn. Đây, hay còn gọi là một cái là phép lạ, những pháp sư là một người ôn hòa có khả năng khám phá những bí ẩn sâu trong con người hoặc là những cái địa điểm mình đã đi qua. Đây, họ sẽ là nhận ra những cái manh mối, những cái sai sót và những cái manh mối để lại của những con người, thậm chí là những cái vết nhơ đã ăn in sâu vào con người và có thể bộc lộ bản thân chúng. Tức là mình có thể nhìn thấy những cái dấu vết mà của con người đã đi qua, hay là sâu trong cái tâm can người đó có cái lỗ hổng thì khiếm khuyết nhân cách gì đó. Đây, liệu họ có là bác sĩ của những cái linh hồn đó hay không? Tức là mình một là bác sĩ, còn hai là mình trở thành một cái kẻ thủ ác luôn. Rồi, cái này nói chung là giới thiệu về cái chức danh là Thaumata này thôi, gọi chung là pháp sư đi nha. Mười một bit studio. Đồ họa con game này nhìn ra là cũng khá là đẹp đó, chỉ có điều con máy tôi nó hơi yếu thôi, với mà lúc anh em xem qua cái video này á thì nó cũng bị giảm một phần chất lượng đó. Anh em nào có con máy 4K nữa thì ngon đó. Rất nhiều năm kể từ khi khôi thấy bạn trong giấc mơ của mình. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize Ligia you là from một the cái screen. lời, một cái em gái đang đọc cái bức thư cho mình đó. Mình đang nhớ lại cái nội dung trong bức thư. Cái gì đây? I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly Em imagine nó thì what đang lo lắng cho cái nightmare tình you're trạng going của mình rất through. là nhiều, sống đơn độc, muốn But chia sẻ no, nhiều thứ. you're Mình not nhìn thấy alone. một cái linh hồn đang vất vưởng kế bên nè. I'm sure our father would be happy to help if only Này you là em gái của asked mình him. đang nói chuyện với mình nha, I nên nhắc về assure người you cha that của for mình, now, I haven't said a word to him lo about our lắng cho search cái sức for khỏe your của mình help, rất là nhiều luôn. just as you requested. Đi thôi đường. Trời, đi đúng cái đường mà như với tôi luôn nè. Với tôi đi đường mà cũng đi kiểu này luôn á, mặc dù cây cỏ nó nhỏ hơn. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know you think the only thing that can help you is a miracle.
But such itinerant miracle workers, preachers and folk mystics often take advantage. Em này thì đang lo lắng về cái sức khỏe tâm thần của mình nên cũng muốn là phiên mình đi tìm kiếm một ai đó để giúp đỡ về cái vấn đề thần kinh của mình đó. Tại vì để cái tâm bệnh nó quá lâu á. But if not, remember cuối cùng thì em nói cũng là tìm được một cách để giúp mình rồi. Cách gì em? Chúng ta không nhìn thấy nó không có nghĩa là nó không tồn tại. Tức là kế bên mình vẫn có một cái thế lực gì đó. Đêm này cho mình đến một cái địa điểm nào đó để có một sự cái trợ giúp cho cái thần kinh của mình. Tức là sống đơn độc hay là gặp cái biến cố gì đó trong quá khứ quá lâu rồi nên giờ đầu óc nó bị tưng tưng, nãy giờ nhìn thấy ma khá là nhiều đó. Anh em thấy con tử thần cầm cây gậy gõ gõ nãy không? Nãy giờ nhìn thấy cái bóng nó xuống luôn. Mình là pháp sư nên mình có cái năng lực đó nha. Nhưng mà bây giờ cái năng lực nó quay lại, nó ám mình rồi. Could you spare a moment for me? Hồi xưa anh em đi gửi thư á, là ra mấy cái bưu điện nè, nhờ gửi một cái bức thư như là gửi cái điện tín vậy đó. Bây giờ mình đang đi gửi thư thôi. Đúng là cái thời rất là cổ. Muốn gửi cái gì thì nhập cái lời nhắn vô. Nhìn anh trông có vẻ không khỏe cho lắm. Nội dung tin nhắn là cái gì? Không, không có đùa giỡn với anh, người ta làm ăn nghiêm túc nên mình cứ yêu cầu viết cái nội dung luôn đi. Đã đến nơi rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi tìm anh ấy. Hy vọng anh ấy có thể trở nhưng mà giúp đỡ tôi hồi phục lại hoàn toàn. And payment on receipt. Anything to add at the end? Có ký tên cho ai không? Gửi đến người mà chị gái của mình. Cái nhân vật hồi nãy Lilia viết thư cho mình đó là một cái người chị gái à. Dạng như là chị em song sinh với mình luôn đó. Nên mình mắc cái tâm bệnh này. Là người chị đó là không biết có mà bị cái trạng thái tương tự không. Nên viết thư an ủi của mình khá nhiều lắm. Please add my love to you, my sister. Touching. From whom? Gửi từ đâu? My name is Victor Schulz. Victor nha, chứ không phải là Victor nha. Chữ W chứ không phải là chữ V. Victor with a Victor là cái họ khá phổ biến ở Nga cái thời đó đó. Interesting name. Một cái tên rất là thú vị đó. Warsaw, Russia. Warsaw ở Nga. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Ông này đang cần nhận là cái mà nước Nga bao phủ quá nhiều nơi luôn. Cái thời này á, là Ba Lan của chúng ta là cái nhân vật, gốc cái nhân vật này á, là chưa có độc lập nha. Vẫn là bị chiến tranh rất là nhiều luôn. Đến năm 1908, 1918 gì á mới bắt đầu độc lập. Có một người đánh ngựa thì sẽ gửi một bức thư đó. Nên mình sẽ đi ké cái người đánh ngựa đó đến cái thị trấn luôn. Cũng mà quá khứ, thời điểm này là 31 tháng 8 năm 1905, là khoảng mười mấy năm sau Ba Lan mới bắt đầu độc lập. Thì bây giờ chúng ta vẫn là nằm trong cái bối cảnh nước Nga thôi. Tìm một cái người mà làm việc ở ngôi làng đó. Cái này nhận được một bức thư. Nói chung là cái thư của ai đó thôi. Rồi mình lụm được luôn á, chứ không phải là chỉ đọc thôi. Khi anh em tương tác với môi trường nó nhảy lên cái ống kinh nghiệm rồi. Nên anh em thấy cái gì thì cứ gom cái đó đi, gửi đến gia cô. Một cái thư gác khá là dài luôn. Gom luôn, nào cái ống kinh nghiệm nó tăng lên tí nè. Mấy cái này chắc là chủ yếu mô tả bối cảnh thôi. Bây giờ còn làm được gì nữa không? Chắc đi ra ngoài rồi. Đây, mình là một cái pháp sư. Mình là một pháp sư nên sẽ sở hữu một cái nhận thức rất đặc biệt luôn. Mình có thể nhìn thấy những thứ là bị che phức bởi tầm mắt của người bình thường. Mình có thể đoán trước cái hành động của kẻ thù, gì bá đạo chứ gì. Thậm chí là có thể theo dõi dấu vết của người khác, đọc được cảm xúc của họ, suy nghĩ, hành động và lời nói, có thể đạt được mục tiêu, điều khiển được cái suy nghĩ và hành động của họ để mình có thể đạt được mục tiêu một cách đơn giản hơn. Dạng như là thôi miên trị liệu hay là thôi miên nhẹ nhẹ. À đây, trong này có hướng dẫn. Johnny dạng như cái nhật ký hành trình, nơi mà mình có thể quan sát những cái tiến độ nhiệm vụ trong này. Enchi là cái gì? Là mô tả như chi tiết cho từng cái nhiệm vụ đó hả? Cung cấp thêm cho mình cái kiến thức về cái thế giới này.
pháp sư là mình nào. Đây là nơi mình có thể nhận được những cái điểm để nâng cấp cho mình. Rồi, ok. Cái này là dạng như ba lô, bản đồ. Ô, đẹp chứ. Đây là cái nhận thức. Nhiều lựa chọn. Một cái nhiệm vụ có rất là nhiều cái mà nhiều lựa chọn cái xuất hiện trên bản đồ á. Thì mình có thể chuyển qua cái tuyến đường đó. Điều tra đi cái đó, ưu tiên điều tra cái đó trước. Nhưng đừng lo lắng thì sau này mình cũng sẽ quay lại điều tra giải quyết cái vụ đó thôi. Tức là nó không có đi đâu cả. Còn hạng game này nhìn cũng đẹp bết chứ. Những cái bối cảnh tuyết rơi rất là đậm đà luôn nè. Nhưng mà chi tiết như thế này tôi sợ render lại là nó đoan á. Cái này nói về là cái vụ 6 người đã bị giết trong cái vụ phản động gì đó. Rồi, 29 tháng 8. Thằng đường tí ép lên nè. Đây là người đánh ngựa. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A Mình horse can't go ông đánh ngựa anywhere. này chỉ đi ba nơi thôi. The Ra tàu village một is cái ngôi where làng to với mà stay. một cái nghi địa. Well, if you've got reason to be there, climb in. Rồi leo lên, ông sẽ đưa mình đến ngôi làng. Ok. I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Game này cái cặp mắt nó hơi vô hồn tí nha. Dạng như không có biểu cảm nhiều á. Cảm xúc khuôn mặt thì cũng ở mức ổn đi. Lồng tiếng cũng chất lượng đó. Nhưng mà cái đôi mắt nó không có phản ánh được chất lượng. Dạng như nó hơi vô hồn tí. Con Nothing gà to nè. see around here. Không có gì để xem quanh đây thôi. This is Đây là tất everything. cả rồi đó. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square. Cái Up khu the này nó rất là nhỏ steps. bé thôi nên They'll mình đi tell vòng you vòng where là the quay trở lại bridge is được. at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Mình búng tay một cái là sẽ có tìm được cái hướng chỉ đường. Đây. Chỗ này không lên được nha. Tôi cảm giác là FPS nó hơi thấp một tí. Dưới này là chắc là ngõ cụt rồi. Nó dùng sương mù nó chặn đường mình nè. Cái camera nó là cố định luôn nên mình không thể quay qua quay lại được. Đây có một cái bài báo gì nữa nè. Vậy như một cái pha biểu tình vậy đó. Cho chị. Cho anh nhé. Gentlemen, is this the tavern here? Cái quý ông quán rượu ở đây phải không? Hey, Putnik. You coming from far? Mày đến từ đâu đó? Xa chỗ này Indeed, à? I'm tired. Thật sự là tôi đang gấp Nice mệt, không boots. muốn cứ phiền phức đâu. Very warm. Vô đi dẹp đấy, đôi giày mày đẹp đấy, nó có ấm không? Bây giờ thằng này nó đang khiêu khích mình rất là lớn luôn. Cái thằng mà dạng như mặc đồ mà tướng mình đó đó. Bây giờ mình có hai cái kiểu trả lời nè. Trả lời đầu tiên thì mình có một cái lựa chọn gọi là gao nữa. Cái cấp độ của mình mà đủ á, thì mình có thể lựa chọn được cái mình đủ điều kiện thì có thể lựa chọn được cái câu trả lời này. Còn câu dưới là mình nhân nhượng nó đi. Không phải tìm vấn đề thôi, chỉ muốn đi qua cái chỗ này thôi. Game mà sợ cái quéo vậy. Actually, And sooner or later, these might kick their arses. Nó vẫn khiêu khích của mình rất là Don't nhiều luôn. tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. I got to sort out formalities with this tourist. Is your Znami? We are the Tsar's soldiers. Biết rồi, nhìn đôi mày mặc đồ lính là hiểu Those rồi. don't look like soldiers' faces. Mày Closer cái mặt to mày thì không giống thieves. lính đâu, giống thằng ăn trộm I hơn don't think he'll talk to us voluntarily. Cái ơi, mình móc một câu, cái mặt mày giống thằng ăn trộm là thằng lính đó. Điều kiện chiến thắng là khi đập cho tụi nó máu vậy không. Ok. Rồi đánh sao. Mình có 40 máu và 8 điểm focus. Này 11 máu 3 điểm, 15 máu 2 điểm. Cái này đòn đánh nhanh 5 đến 6 đam. Còn cái này là cái đòn đánh mạnh hơi chuẩn bị tốc độ chậm. Nhưng mà nó nhiều đam hơn.
đánh đòn nặng cái nó chết luôn rồi. Đòn chậm là nó sẽ đánh trước mình, đánh sau. Cái giáo chết mà chứ giáo. Cái này là cái tiến trình của cái hành động của mình. Rồi quan sát cái thanh này để biết mà cái thứ tự tấn công của nó. Đây, mỗi cái kill thì sẽ có một cái tốc độ riêng. Tốc độ cao thì đương nhiên nó đi chậm hơn. Đây mình đoán cái đánh cái đòn này á thì nó nằm trong cái giao 3, mình đánh cái đòn này thì trong giao 4. Đánh này đi. Rồi đến lượt nó chọn lại mình trong cái giao 4 luôn. Nó bỏ qua cái giao 3 hả? Cú nào nó cũng chết à. Chơi cái này đi cho nó nhẹ nhàng. Nói chung đánh mấy thằng lính này dạng cốc cơm thôi. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Cử động cái miệng cũng không ổn cho lắm. Rồi có quán rượu ở đâu? Quán rượu vẫn trên này. Mình có một điểm. Đây là cái điểm kinh nghiệm của mình để nâng cấp cho cái cây kỹ năng. Rồi. Trái tim hả? Trí tuệ hả? Cái này hành động ngôn từ gì đây? Sao cái này nó lại màu vàng? À, bốn cái là bốn màu. Không có hướng dẫn gì hết vậy ta. À không, mình phải nâng bên đây trước hay gì đó. Mình có một điểm bên hết đây nè. Nó ghi số 1 nè. F. Ủa? Ồ, mình đã lấy được một cái gọi là đánh bạc. Có 60% gây gấp đôi đam. Cái nâng cấp này có giá trị khi mà mình nâng vào cái điểm hết. Bên này là cái tốc độ chuẩn bị là tăng thêm 7, cán lên bản thân. Đòn tấn công bây giờ sẽ gây được cái lượng sát thương tối đa. À, vai bộ gấp, mình có thể nâng cấp. Mỗi cái khiêu thì đều có thể nâng cấp được. Mình sẽ đặt một cái bên trái vào cái bảng khiêu bên đây để nâng cấp nó lên. Được. Bây giờ đánh bạc của mình 60% gây thêm gấp đôi đam, nếu như mình lắp vô đây thì nó có khả năng lên 10 đến 12. Lắp vô cái dưới đây đó, 11 đến 14 mà gấp đôi đam 60% cũng hơi bị ngon đó nha, mà vẫn là xét xuất nhân phẩm thôi. Nhiều người thì có cái ép lao này, cái lao này dạng như là cái điểm thiên kiến cá nhân á, như anh em là tự ti hoặc là kiêu ngạo hoặc là chảnh chẹ đồ đó thì nó gọi là lao. Mình là Raider là kiêu ngạo, rất là kiêu ngạo luôn. Nên cái điểm hết của mình sẽ được cộng một điểm vô. Oh. Wow. Con này là biểu hiện cho trái tim của mình nè. Cái đỏ này là trí tuệ. Phải không? Không, cái đỏ này là hành động gì đó. Mình mới chỉ có một cái con Udia này thôi. Có thể là sau này ba cái lót dưới này mình có thể tuyển thêm ba con nữa. Udia này của mình thì nó sẽ tăng thêm đam, cũng hồi máu lại cho bản thân là một luôn. Làm sao gọi Udia này ra được ta? Chắc có khi mình phải tăng cái điểm đó mà đến đây nè mới gọi được con Udia nè. Rồi bây giờ đi vô đây đã. Good boy. Good boy. Good boy. Đi vào trong quán rượu, nâng lên một đống ép nữa, chắc khám phá được cái mới. Dưới này có một cái bài báo. Tin tức mới từ cái vùng New Game này. Không biết có cái gì quan trọng không, nên thôi để nó đi. Không có cái gì cả. Dưới này cũng chả có cái gì luôn. Này đây, ông này ông đang chúc phúc cho ai vậy đó. Xin lỗi, ông có phải là Gilmi Zelenik Gatputin không? Gatputin là nhân vật có thật nha.
I forgive you. Tôi nhận cái bạn. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time. Xin lỗi là tôi đã tìm ông người rất lâu rồi. And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially ông này ông mới không mà tin tưởng mình cho lắm. I've heard about the healings, even hopeless cases, inexplicable ones. And what do you believe in? Mình tin cái quái gì? Ông Gat Putin nãy là một cái nhân vật có thật nha. Đây. Gat Putin. Đây, nhân vật Gat Putin là Grigory Mitch Putin gì nào. Có luôn Wikipedia của ông luôn. Là một nhân vật hoặc có thật trong lịch sử nha. Ông đã tự phong cho mình là một tu sĩ với thần lực của thượng đế, được hoàng Nikolai II và hoàng hậu Alexandra tôn sùng vì họ cho rằng Gat Putin đã chữa được căn bệnh hiểm nghèo cho con trai duy nhất của họ, đó là hoàng tử Alexander Nikolenko. Ông này sinh năm 69. Cái bối cảnh trong game hồi nãy là năm 1905 đúng không? Năm 1905 thì ông này lúc đó mới là có bốn mấy tuổi thôi. Đây, khi còn nhỏ, Gat Putin đã được người trong vùng biết đến vì những cái sự kiện huyền hoặc. Chị ông là Maria có bệnh động kinh và sau đó đã bị chết đuối. Ông của anh là Demit cũng suýt bị chết đuối luôn. Thì hai anh em được cứu sống nhưng Dimitri đã bị xương phổi. Hai cái chết này gây ảnh hưởng tinh thần sâu đậm cho Gat Putin. Khi mà con ngựa của cha mình bị ai đó lấy cắp, Gat Putin đã tìm ra kẻ gian bằng cái linh cảm đặc biệt của mình. Anh em nghe ảo ma chưa à? Thôi không thấy ảo nữa. Bây giờ ông này ông hỏi mình tin vào cái điều gì? Bây giờ tìm đến ổng đi, mình đang tìm cái ông Gat Putin này để nhờ ổng trợ giúp cho mà cái tâm thần của mình bị vấn đề. In miracles. In my condition now I can only hope for a miracle. Mình đi bây giờ hy vọng nào cái phép màu để cứu chữa mình thôi. Đó, tôi cũng là một thaumaturge. Where are you coming from? Anh đến từ đâu? I'm from Warsaw. So, from Russia. Đó, từ Nga. Poland. Phần Lan, Ba Lan chứ. From which Poland? Từ Ba Lan. The Russian one, the German one, or the có Nga, có Đức. Đó là một phần nước Úc mà. Ông này cũng đang cho mình đó. Do you have a name? Viktor Shulsky. On my path, I've already come across people who have lied to me about their problems and then gone around calling ông me mình là cha la ta. After them, others arrived with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Yeah. Bây giờ ông này ông nói mình là một cái phù thủy đến từ một cái đất nước tưởng tượng không có trên bản đồ đã hàng chục năm qua, hàng trăm năm qua. Tưởng mình cho nóng nên ông không có tin mình cho lắm. Chứng minh bạn là một cái thaumaturge đi. Tôi sẽ nghe những gì bạn nói. Thì như hồi nãy tôi nói với anh em đó, Ba Lan bây giờ trong cái thời kỳ này là vẫn chưa là một nước độc lập, vẫn đang trong cái tình trạng kéo dài của chiến tranh thôi, nên cái ông kia mới gọi cái nước Ba Lan của mình á là không có trên bản đồ. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs. Chứng minh cái khả năng của mình bằng cách là tìm những thứ trong quán rượu mà liên quan đến ông này. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Đây đưa ông này sẽ đưa cho mình một thứ của ổng để mình có thể tìm những cái thứ liên quan. Ông đưa cho mình là dạng như cái mặt dây chuyền vậy đó. Này là cái gì nữa đây? Bắt đầu vô cái phần mà điều tra phá án rồi đó. Cái này là cái chuỗi hạt cầu nguyện của ổng. Đấy là cái 10 nút len. Rồi tóm tắt như vậy thôi. Chủ sở hữu là Gat Putin. Rồi lại cái gì nữa đây? À mình đọc được cái thông tin Gat Putin này. Ông là một người rất là nhiệt huyết và có cái niềm đam mê rất là... Tức là cái gì đó? Rồi
Nói chung ổng là một người nhiệt huyết mạnh mẽ đam mê đi. Đơn giản như vậy. Đây. I'll return to you in a moment. Tôi sẽ gặp lại ông một chút nữa. Bắt đầu đi bán quá. Tôi sẽ để giờ ở đây. Đây quan sát. Quan sát là một cách để thu nhập thông tin bằng cách tương tác với những mọi người và vật phẩm. Cái quan sát này sẽ đưa ra một cái kết luận cụ thể nào đó. Những cái nguồn kiến thức quý giá về thế giới hoặc là sự kiện có thể giúp mình trong rất nhiều tình huống khác nhau. Đây mình quét được, mình tìm được ba cái nè. Cái pháp sư thì sở hữu một cái nhận thức như cái nãy đó, cho phép họ đọc được cảm xúc, hành động, lời nói và suy nghĩ của những người khác để lại trên cái đồ vật nào đó. Để nhận ra nó thì chúng ta phải phát triển đầy đủ các như là điểm như là trái tim nè, hành động nè, lời nói rồi nè, tâm trí rồi nè, đó như mấy cái điểm nãy mình tăng rồi đó. Mình tăng đủ điểm thì mình sẽ nhận được mấy cái vật phẩm đó, quan sát được mấy cái điều đó. Cái gì nữa đây, cái dấu vết gì nữa đây? Trên những cái vật phẩm mình sẽ tìm được những cái dấu vết, một là của cá nhân ai đó, thì chia làm ba nhóm chính. Là một cái người không biết, mình chưa từng gặp bao giờ, tức là mình nhìn cái đồ vật đó mình không biết là của ai. Một cái người liên quan là mình đã gặp trước đó rồi, nhưng mà không có manh mối nào dẫn chứng nó chính xác là cái người đó luôn. Một cái người quen thuộc. Còn cái điều này là chắc chắn mình biết nó là chủ sở hữu của ai luôn. Cái điểm này thì dấu vết khi mà mình nhận thức, mình tìm ra được cái vật phẩm đó thôi. Rồi, bật chuột phải lên tim. Đây là cái gì? No, that's still not it. Một cái chén bẩn. Cái chén bẩn này chắc ăn là của ông này rồi, không biết chủ là ai. Ôi, có đỏ đỏ. Cái này dạng như cái gối ngồi hả? Hai lo. Cái gì, quần áo, tóc hay gì? Cũng chưa biết là ai luôn. Một cái quyển sách cầu nguyện nè. Đây là chủ sở hữu của nó là ông Rasputin. Đây là mình có thể đủ ba thứ rồi. Những cái niềm đam mê của ông Rasputin này. Ai có thể nghĩ được là cái ông mục sư này lại là một cái có một cái niềm đam mê như vậy. Một chiếc mặt nạ đen che giấu những người yêu một cách xuất sắc, không thể cưỡng lại trái tim và thể xác của phụ nữ. Ôi trời ơi. Có lẽ đây là một trong những phương pháp chữa bệnh của ông ta. Rồi. Bồi bác nè. Tìm đủ ba cái nè. Tôi tìm được quyển sách cầu nguyện của ông rồi. Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Thôi đừng có khen nữa. Not such an impressive discovery. Đó, nó không phải là những cái khám phá ấn tượng đâu. Tôi vừa nói xong mà. Ở Facebook đó, ông đã bỏ lại một cái người phụ nữ trẻ trong một cái đèn chờ đợi mình. At least one, my friend. Một điểm rồi đó, bạn của tôi. Ông bắt đầu tin tưởng mình rồi. Mời ngồi. Đúng là phải dính đến gái, hoặc là tiền, hoặc là ngủ. Tell me again. Why were you looking for... Nói cho tôi đi, tại sao anh tìm tôi? Thôi đừng có mà xỉa xói cái chuyện của người ta nữa. Mình bắt đầu nói về bản thân của mình đi. A few years ago, I attempted to catch vài năm trước á, thì tôi đã gặp một cái vấn đề là mất kết nối với cái con mà Saluto đầu tiên của mình. Là dạng cái con hồng ma nãy á. That means I can't develop my abilities. Nó có nghĩa là tôi không còn cái khả năng đó. Nó gọi là Udia. Mình là mất kết nối với một cái thực thể linh hồn là con Udia của mình. I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. Mất cái cảm giác về thực tại luôn, không biết khi nào là thật, khi nào là ảo luôn. Tôi không biết cách để giúp anh đâu. Tôi có thể trả cho anh một cái giá rất là hời. Rất là hay. I've got money, if that's tôi có tiền, matters. Có rất nhiều tiền. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. Phải đưa nó cho người nghèo đi. Tôi không cần I tiền của know anh. If I'm able to help you. My gift is something I've received from tôi không God. Biết tôi có thể giúp được anh không. Tôi là một cái tín đồ của Chúa. Tôi đã giúp nhiều người khác, nhưng chưa bao giờ thử chữa trị cho một cái pháp sư cho anh. Just do the same with me as with the others.
We can try. Hãy thử với tôi như là anh đã từng làm với người khác. Focus on my voice. Tập trung vào cái lời nói của tôi, bạn sẽ an toàn. Rồi ông bắt đầu thôi miên mình rồi. Hear my voice. You are safe. Nếu xong để tôi nó vô game cái nào game ra đó. Let me see through your eyes. Đang đọc sâu vô cái tâm trí của mình hả? Let me in đó chứ. Dùng cái từ dễ hiểu lầm không? Where am I? Cái gì đấy? Rasputin. Biết Putin. Không ai ở đây cả. Mình là đi vào cái thế giới tâm trí của mình rồi đó. Cái chỗ này giống mà The Void quá, giống con lát Neofox kìa kìa kìa. Cái hồn ma của mình kìa. I need to get out of here. Cần phải chim cút khỏi chỗ này thôi. Tôi là cũng thấy gán rồi đó. Đây nè, thằng Udia của mình nè. Bạn đi ơi. Sao what bạn bỏ mình rồi? Sound? Shackles? Shackles? Ê, trong đây có gì không? Không, chỉ là cái đèn thôi. Nè Udia nè. You're blind. Cái gì đây? Mày là thằng mù. Mày mù rồi. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I suppose? Ông này ông tin vào mà khoa học á. Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Đó, ông đang nói về cái lòng kiêu hãnh của mình đang giết chết chính mình luôn. Must have gotten that from you, father. À, ông đó là bố mình. Con đã học được điều đó từ chính cha của cha đó. Mày đang thất bại một cái thằng ngu. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Mày không nhìn thì cũng có thể nghe được. Thằng yếu đuối, một thằng ngu ngốc, mù quáng. Sao mà ông này nổi mình kinh vậy ta? Hồi nãy là nhỏ chị của mình viết thư cũng đề cập đến ông bố rồi đó. Cái gì đây? Do you hear me? Do you? Do you? Đà, thằng này nó nhận ra cái vấn đề bất thường đó rồi. Ông biết là ông nó không có thật rồi. Gặp được con quái gì nè. Đây. I can see, father. Rồi có hình nghĩ thấy nó rất là rõ ràng rồi đó bố ơi. Cái Udia của chúng ta đây. Trời ngủ tỉnh như vui luôn. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Mày ngủ lâu rồi đó, tôi muốn nhận dẹp thôi. Có tấm đệm luôn nè. Thời ở nghe nó rất là lạnh luôn. Anh em mặc mấy bộ đồ này là đủ biết cái nhiệt độ nó thấp khủng khiếp cái nào rồi đó. Ghét Putin đâu rồi? In the cemetery. Ông ấy đến nghĩa trang rồi. Evil spirits and giving people comfort. You all right? Anh ổn chứ? Yes, yes. Absolutely. Hẳn là ổn rồi. I wanted to sweep. Rồi, Udia của mình đâu? Kìa kìa kìa. It's so good to see you again. Rất vui được gặp lại anh, Udia. Đó, mình đã khôi phục lại mà cái kỹ năng của mình này, có thể nhìn thấy được cái linh hồn đầu tiên của mình này. I saw him clear as day. It wasn't a vision. Mình cũng nhìn thấy là một cái con mà sinh vật lạ nữa. Có một phần trong cái đó mình, một cái sinh vật rất là hoang dã luôn. And if so, that means there's someone in the village. Nó đang ngắm một ai đó trong cái ngôi làng này. You talking to me? Anh nói chuyện với tôi à? I was praying. Em cầu nguyện thôi chị ơi. I wanted to sweep. Rồi, chị cứ dọn đi, em đi liền bây giờ nè. Em đứng đây luôn đó thì sao? Còn cái gì mình có thể mò mò trong cái nhà nữa không? Hết rồi, hầu hết mọi thứ là đều mò qua rồi. Cái này nó có cái trắng trắng là cái gì đó nè. Đó, mình đi đợi thì nó biến mất. Đây, cái này hồi nãy mới đọc xong mà rất nhiều lựa chọn là mình có thể đi theo cái tuyến đường nào cũng được. Sau đó thì nó cũng quay về một cái manh mối thôi. Ủa, hết sợ được con good boy này rồi. I felt something. Where is it? Chờ đây, sao mà ngồi khóc lóc đây em? They'll all gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it. Vesna will help. But if Vesna needs help with something, Vesna cần giúp đỡ. Không có ai xung quanh giúp đỡ Vesna cả.
Chứ tao có gì đen thui gì nào. That's not yours, don't touch. Đừng có chạm vào đầu của tôi. Em này cái giọng mà chanh chua dữ thiệt luôn á. Giọng vừa khàn vừa chanh chua luôn. Tìm một cái người là đang bị cái lỗ hổng giống mà cái tâm lý gì đó. Ủa nó là cái vùng đỏ này hả? Tìm cái gánh Putin ở mà cái nghĩa trang. Đi thôi, chở em lại cái nghĩa trang anh ơi, nghĩa địa. Tôi cần đến cái nghĩa trang. Cờ tôi qua dàn một chuyến chứ. Tôi chỉ vừa trở về từ cái mà cái phát office là dạng cái gì là bưu điện thôi. Chưa có sẵn sàng, con ngựa ở đâu chưa có sẵn sàng cho chuyến đi kế tiếp nữa. Cái người đánh xe bây giờ thì không muốn đưa mình đến cái nghĩa trang đó. Mình phải sử dụng cái năng lực của mình. Làm sao mà thay đổi được cái mà suy nghĩ của anh ấy. Tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp mình. Rồi. Tí nữa thì tôi quay lại. Bây giờ mình mới dùng cái năng lực của mình để thay đổi mà cái nhận thức của hắn nè. Đây mình có rất nhiều cái kiểu đó luôn. Như là làm cho nó mù mờ về tâm trí hay là thay đổi cái suy nghĩ luôn á. Khói đỏ đỏ. Đây là một cây sản. Cây sản này thì có rất là nhiều bùn đất và tiết luôn. Chắc là dùng nó mới dọn lau dọn cái bánh xe này thôi. Bên này là có cái gì không? Ngựa nào. Vẫn còn mấy cái nào đỏ đỏ đây nè. Đây nè, đây nè. Đây là một cái tấm vải. Người lái xe nó dùng để lau cái mồ hôi trên cổ mình. Chủ của nó là cái người lái xe. Bây giờ mình đã gom được cái lợi là từ hai cái manh mối đó. Mình có thể kết luận á, cái người mệt mỏi ở đây á là cái ông đánh xe này do làm việc quá nhiều và một mình thôi, chứ không phải là con ngựa của ông mệt nên ông không muốn đưa mình đi đâu. Đây đây, đây Udia của mình đấy. Chắc Udia là mình giúp mình thay đổi cái nhận thức của ông đó. Ông này hồi nãy ông than mới đi về đi tới đi lui nhiều quá, con ngựa của ông mệt nên không thể đi được nữa. Nhưng thực tế người mệt đó là ổng, chứ không phải là con ngựa. Ổng vừa mới dọn xe xong nên ổng làm biến đi. Mình thôi miên được ổng rồi mà. Đã hả? Đưa cho tôi tiền. Give me the money. On the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery. And I meant to take the horse out for a ride, so get on. Rồi, lên xe anh ơi. Give me the money. Give me the money. Bên đây hả? Cái gì đây? Có đỏ đỏ vậy nè. Một cái già làng tên là Ba Siêu Gheo. Già làng mới chết vào khoảng một năm trước thôi. Nhưng cái lăng mộ của anh ấy thì không được sạch sẽ và có một cái vết thương tổn gì đó à. Tại sao? Không được lòng dân à. Mới hiện cái gì ra vậy ta? Hết rồi, chỉ còn là gặp ông mà ở đây đâu phải gắt Putin đâu. Ủa đúng là ổng nào, mặc đồ như con gái gì không? Bằng danh vẫn còn sống đó gắt Putin thôi. Anh làm gì ở đây anh gắt Putin? Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after. Có một cái linh hồn bị ám mà vừa qua đời ở đây. Ông ấy chính là cái già làng, là cái ông cái bia mộ nãy mình dòm á. Anh ấy đã nguyền rủa nơi này từ lúc anh ấy chết. Bóng tối và cái sương khói nó bao trùm ngôi làng này luôn. You see, to them, every harm comes down to witchcraft. Mỗi ngày cứ đổ lỗi cho những cái phù thủy à. Họ tin là sau khi qua siêu ra đời á, ngôi làng đã bị những con quái vật mà dòm ngó như ban đêm rồi. Có khi cái con nãy mình thấy trong mơ á. Đúng. Dân làng kể từ khi cái chết của già làng á, thì dân làng bây giờ bắt đầu là bị ám còn một cái làng luôn. Người ta nhìn thấy máu đổ, nói chung mấy cái gì đó thì không có tốt cho lắm.
Tôi có một cái giấc mơ. Trong lúc mà anh phục hồi cho tôi thì tôi mơ nhìn thấy một cái linh hồn nào đó. Cái linh hồn đó đang chờ là gặp nhắm cái ngôi làng này. Họ là những người tốt thôi, nhưng không phải là trong sạch cho lắm. Linh hồn tên là Bukava. As the creature hunting you, rattle chains slither around and have a mouth full of giant fangs. Nó to lớn sần sùi và có một cái móng vuốt bự hả? Nó là vuốt Kava. Where did this elder live? Già làng sống ở đâu? I'll show you. Ông này sẽ dẫn mình đến cái ngôi nhà của ông già làng đó. Let's allow Vasili's soul. Để do mà cái linh hồn của ông già làng đi ổn ngày hôm nay đi, đừng có ám quẻ ông nữa. Từ lúc cái ông già làng này chết á, người dân trong cái làng này tin là cái ông này không ám cho nguyên cái dân làng này luôn. Tâm trí điên loạn khùng khục gì đó, không dám ra khỏi cửa. Chắc lên xe ngựa kêu chở mình đi thôi. À đây, cái mà ngôi nhà bị cháy à. Lốt game nhanh quá. Ông gách Putin này cũng đi theo mình đó là ổng dẫn đường của mình mà. Chính xác là anh tìm cái chỗ này làm gì? Cái ngọn lửa đã thiêu đốt ngôi này rồi hơn một năm trước rồi. Thời gian không phải là vấn đề ở đây. Tôi chỉ tìm manh mối về những cái mà vết, cái manh mối để lại trong cái mà trong cái chỗ này để nó dùng một con quái vật hả? Tôi nghĩ là tôi có thể giúp anh nhưng mà tôi không có hiểu anh nói cái quái gì cả. Cái này bây giờ dạng như là mình giải thích cho ổng là cũng giải thích cho mình luôn á. Nói với ông ấy về những cái khiếm khuyết là những cái con quái vật đó. Khiếm khuyết thì ẩn sâu trong bên trong cái linh hồn của mỗi con người. Saluton là cái gì? Nó là tiếng Latin à? Yes, from the word newcomer. Nó được gọi là những cái kẻ mới đến. Người dân hay còn biết đến nó như là một cái linh hồn, một con quái vật hay là một cái bóng ma gì đó. Giống như yêu tinh gì đó không? Sometimes those sorts of fairy tales and legends describe how humans perceive a salutor. Yêu tinh thì hay xuất hiện trong những cái câu chuyện cổ tích lắm. Salutors are attracted to the. Nhưng nó không có hình thức vật lý đâu. Còn mấy con salutor này thì có thể đánh hơi những cái khiếm khuyết bên trong của mỗi con người đó. Ẩn sâu bên trong họ. Và một lỗi ra cái bẻ bề ngoài như một con salutor luôn. Tức là nó vừa có thực thể là vừa có mà mấy cái bóng ma ảo ảnh nữa. Nào, như là bản thân mình hồi trước là bị mất cái dấu vết con salutor đó nên mình không thể nhìn thấy cái hàng Udia nữa. Cái bản tính bên trong con người của mình là kiêu ngạo. Còn như là mấy cái bản tính khác thì sẽ có những cái bóng ma khác ẩn khuất trong đó. Ổng đang hỏi về mà cái mà khuyết điểm của mình à. Vậy như là cái nhân tính, cái tính cách của mình á. Chắc nói với ổng mà cái dưới là mình không nói với ổng, mình thay đổi cái chủ đề luôn. Ở trên thì nói với ổng, cái của mình là kiêu ngạo. I bear the flaw of pride. Đó. I wouldn't have guessed. And now, thanks to your help, I can once again discover people's flaws. Rồi, bây giờ mình sẽ vào đây để tìm kiếm những cái dấu vết để lại. And I think I'm now able to catch my second salutor. Đó, bây giờ tôi sẽ bắt được cái con salutor thứ hai của mình đó. If I do manage to catch another salutor, tôi có thể là bắt nhờ điều khiển rất nhiều mấy cái con salutor đó. Tuy nhiên thì nó rất là nguy hiểm. Thử một lần không được á, chỉ có thể thử là nhiều lần, nhiều một lần thôi. Tại sao lại không thể thử được nhiều lần? Bây giờ mình đã đủ cái khả năng giải thích cho ổng rồi. Because they're afraid, like the ones who claimed humans wouldn't learn to fly or even reach the pole. But the failure of others doesn't mean those people are right. It means a mistake was made somewhere. Isn't this exactly the sort of thinking that caused your problems, that led you to me? That doesn't matter anymore. Then what's changed? This time, I've got you with me.
Gách Putin đã nhấn cái vấn đề này là sao? Nói cho ổng về cái kích thước mức mà mình tìm được cái dấu vết để lại. Even on everyday objects and such. Bên trong mỗi con người đều có một cái dấu vết nào đó, nó sẽ để lại qua một cái bậc nào đó trên này. Then match them to their owner. This lets me gather immense knowledge about a person, especially if I need to find someone. Thu nhập những cái kiến thức về người đó thì mình có thể biết cái điều đó ảnh hưởng như thế nào. Rồi sau này đến đây ông dẫn đường cho tôi mà ông hỏi gì vậy? I have never gotten to know a thaumaturge so closely. Ông này thì chưa biết về mấy cái pháp sư lần nào cả, nên chắc muốn mà mò nghe theo mình để hướng dẫn giải thích gì đó. I need to look around this place a little more. Này. I won't stop you. Ông này sẽ đi cảnh giới xung quanh, còn mình thì đi tìm manh mối trong cái khu này. Is the smell of mystery. Bây giờ là tìm những cái đồ vật mà đã để lại của cái ngôi nhà tan hoang này để lại. Nói chung điều tra phá án mà dựa vào tâm linh không mà. Gọi là pháp sư tâm linh thì đúng không? Một cái khung cửa nó đã bị phá hủy rồi, nhưng mà nó vẫn tồn tại sau khi trải qua một cái cơn hỏa hoạn này luôn. Tại sao? Nhìn nó trong bàn gỗ mà phèn phèn nhưng mà nó vẫn sống nha. Giống mấy cái cổng đền bên Nhật Bản á. Một cái chết rất là đau đớn thôi. Máu chảy gì đó rất là nhanh. Có khi nào cái vụ hỏa hoạn này là ai đó cố tình á, chứ không phải là đây cái xô nè. Ủa, một con búp bê bằng gươm, chủ sở hữu nó là Vesna, một người phụ nữ trẻ hả? Vợ hay con gái không này? Trẻ thì chắc không phải là vợ ông đâu. So that's how you want to play. Một cái thắt lưng, nó được làm bằng sắt rất là nặng nề, giống mà cái yên ngựa chứ gì đây. Ngôi nhà này tràn ngập cái nỗi sợ hãi luôn của chủ sở hữu nó. Nó vẫn còn sống và tồn tại đến bây giờ, kể cả khi căn nhà đã bốc cháy rồi. Có ai đó muốn giết ông ấy thôi. Đây cái con mà gì đó, Balaha gì đó. The mother gave birth to the floor that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Tôi biết chủ sở hữu của con búp bê này. She ought to know more about what happened here. Thì bọn cô ấy biết là có cái chuyện gì đó đã xảy ra ở đây. Mình đã tìm được cái con búp bê có manh mối dẫn về một cái người tên là Vesna. Cái con búp bê này được là cái người phụ nữ nào đó làm gớt. Dựa vào hai cái manh mối này, Vesna là ngửi thấy một cái mùi rất là sợ hãi luôn. Thần kinh cô ấy là căng thẳng tột độ, trái tim cô ấy là vì run gãy. Những ngón tay cũng là cứng đờ vì cái sự lo lắng này rồi. Cô ấy đang lạc lối trong cái nỗi sợ hãi cực kỳ hoang vu. Tôi có thể tìm được nhà của cô ấy và khám phá nguyên nhân đằng sau cái tình trạng mà bồn chồn đầy lo lắng của cô ấy. Victor. Đụng được con búp bê với mà quan sát cái tình hình căn nhà mà điều tra như thám tử tâm linh vậy không? Cái méo gì đây, có những vị khách không mời mà đến. Mấy này đã trả thù rồi. Vội vã làm gì, thưa cha? Father là tên gọi những người như là linh mục mục sư đó. Muốn quyên góp ủng hộ cho mà đội quân ở đây à? Đó à, lại Nai Bút nữa. Ngứa, cái trên là chắc mình đấm nó luôn á. Trông nó không yếu đuối như cái bẻ bề ngoài đâu. Thằng hồi nãy mình đấm cho nó một trận rồi đó nha. He's still alone. Không tính ông luật sư á thì thằng nãy chỉ có một mình thôi. Chưa chắc đâu nghe à. Ông luật sư này, ông mà gắt phụ tiền này đâu có đánh đấm gì đâu. Cái gì đấy? Ghi to cho mình 3 focus. Mình có một điểm nữa nào. Tăng vô cái gì bây giờ?
học cái điểm này luôn thì ông Putin nó có giúp mình được không? Đoan coi kêu của mình cái đã. 23, 24 năm. Lắp cái này qua đây. Còn cái này là cái gì? Giảm một cái điểm focus của quân địch, tăng thêm cái đam. Đó, tôi nghĩ là tăng cái dưới này trước đi. Mình được một cái món ngựa gì đó. 50% phá vỡ cái đòn tấn công kế tiếp quân địch, lắp vô luôn được không? Rồi không rồi, này chỉ lắp được một cái thôi. Rồi bây giờ đóng chuyển thôi. Đòn đánh mạnh và cái điểm vô kết này để mà thực hiện cái đòn tấn công mạnh của mình á, cái trong cái tánh này á, lên một cái quân địch nào đó, mình đầu tiên là cần phải loại bỏ hết cái điểm vô kết của họ, cách là rơi vào cái thế mà bị động phá bỡ gì đó. Nói chung là phá hết cái focus thì mình mới chơi được cái đòn này đó. Trong cái trạng thái get down á thì mình mới bêm được cái này cho nó. Mình có là một cái skill mặc định hồi nãy nè, đánh nhanh nè, cái đánh chậm nè, còn cái này á là gây một điểm focus nè, trừ một điểm focus của nó. Thằng đánh đầu tiên là thằng bui hit này phải không? Hai thằng này thì đánh sao lắm nên mình phá cái focus con này cái đã. Sau khi phá nó thì mình có thể dùng mà con ma của mình chọt vào nó luôn. Cái này là hồi máu hút máu. Mình đánh con cái nó đánh rồi mình xong tới con ma chọt nó. Không, nó bị chón này. Bây giờ đòn đánh mạnh nè. Con ma chém một cái, mình đấm nó một cái cực mạnh luôn. Rồi knock out luôn kìa. Ôi vãi, thằng này nó chơi dao, nó trừ một điểm focus mình này. Mà hai thằng này chỉ có một focus thôi. Mười điểm. Đánh cái này thì 5-6 đam nhưng mà hồi lại cho mình 5 máu lận. Đánh cái này đi. Xong rồi tới mới tới lượt thằng này, rồi tới tuần sau nữa mới tới lượt thằng kia. Cái này đấm một phát nó chết luôn nè. Trừ phong kết này luôn. Bể phá hành động, phá này luôn. Phá cái điểm thằng này, sau đó là đấm nó một phát thì nó thôi thớp luôn á. Rồi đấm một phát. Đấm mạnh thằng này là nó chết luôn nè. Một thằng. Thằng này phá focus nó. Hai nóc 24 đam. Nó cầm dao nó chém mình có 5 đam à. Anh phù thủy anh ấm người này à. Are you alright, sir? Còn chí sếp. Thấy em đánh đấm thế nào anh sợ chưa? Can these salutors also help? Mấy cái bóng ma đó thì có thể giúp đỡ anh chiến đấu à? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Anh sếp này anh quản rồi. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Đi mà về cái làng thôi, tìm kiếm một ai đó là có cái manh mối. Chắc là tìm cái em Vesna nãy đó. Cái này nãy dòng rồi mà sáng hiện hoài đó. Ồ, nó hiện lại nè. Nói chung vẫn là cái nỗi sợ hãi nó thôi ám vô cái căn nhà này. Đi lên gấp nữa rồi.
chuyển cái tỷ lệ focus của mình thành cái đam theo tỷ lệ 41 hả? Tăng thêm một cái điểm focus vô cái hành động khi mà cái thằng địch nó đang trong cái trạng thái là mất kiểm soát. Giờ về làng thôi, quan sát lại cái này lần nữa. Mình đã tìm được con búp bê của Vena, mình có thể là liên kết mấy cái manh mối với nhau, coi cái gai này nó ảnh hưởng gì đến con Vena nãy. Nó là một cái công cụ tra tấn để mà đánh vào xương thịt của người khác nha, như một con cần cần ăn xác vậy. Trời ơi, ổng dùng cái goya này ổng đánh con Vena là cái ông trưởng làng này khốn nạn thiệt. Còn gì sót ở đây không? Cái căn nhà tròn tràn ngập cái nỗi sợ luôn á. Là do cái ông trưởng làng ổng bạo hành con gái ổng là cái đứa Vena. Con gái là vợ ổng á, nhưng mà cô gái trẻ thì chắc là con gái ổng rồi. Vì con Vena là hung thủ rồi với ai nữa, đốt nhà ông bố nó. Về làng thôi. Tìm một ai đó trong cái ngôi làng nói chuyện với Vena. Cái gì đây? Nó là dạng như là một cái đồ bùa chú gì đó được treo trên này để bảo vệ cái cư dân khỏi mà sức mạnh của thế lực bóng tối. Đi được không? Đi được rồi nào. Đây có cái gì bí ẩn không? Nhìn kỹ thì cũng ổn áp hết á. Có điều mà tôi chỉnh cái đồ họa cái tán lá cây nó không có nhiều. Dậm dê hả? Bê 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 bê. Ở châu Âu hồi xưa là nó ô nhiễm dữ dằn luôn á. Ba cái đường xá như thế này bùn sình không nè. Chim. Cái này bị phá rồi hả? Am I sensing Luca? He must be the one. Cái hộp bằng gỗ với rất nhiều cái họa tiết để tay cho nó luôn. Đây. Từ cái hộp gỗ này mình đi đến cái kết luận là cái khung cửa bên đó nó có cái dấu vết tương tự đó. Cái dòng chữ đọc được trên cái khung cửa là chính là ngôi nhà cháy lực của Luca. Chính anh ta là người đã cứu Vena khỏi đám cháy liều lĩnh mạng sống của mình. Luca là ai? Tức là cái manh mối ở khung cửa là của Luca để lại. I wanted to talk. Nói chuyện thôi chị ơi. Open the door. Mở cửa ra nào. Please go. We didn't invite any guests over. Cúp đi. Hôm nay tôi không muốn gặp ai cả. Go away or I'll call for help. Help, help. Hiếp dâm, hiếp dâm. What are you doing? Mấy gì? Mấy ông hàng xóm hả? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. Cầm mắt thì hơi vô hồn đi. We'll talk, all right. Mình nói đúng rồi đó. Họ không muốn gây phiền phức đâu. Cái này đắp cải vô đâu đây? Mấy anh muốn đấm thì em đấm cho phù mỏ luôn. Trời, có một điểm hồi kết à. Mình nói làm rồi. Xỉn nè. Anh bên này tỉnh luôn hả? Đấm một phát là anh này anh hẹo luôn đó. Chọc chọc chọc. Rồi tới anh thái độ với tôi hả? Rồi ít hai đâm luôn. Cái này hồi nãy là 60% của mình gây gấp đôi đau mất. The devil sent you. You could say that. Sure. Mày có thể nói được cái điều đó đó, ác quỷ gửi tao đến đây á. Bên này có cái gì nữa nè. There's so many words of love in this. Cái gì đây? Một cái cán điều bị gãy hả? Chưa kịp đọc nữa. Luca là một người đàn ông rất là bạo lực luôn. Anh ấy thì cũng là yêu thương Vena nhiều lắm.
Luca đúng là một cái thằng bạo lực, nhưng mà rất là yêu thương là Vesna luôn. Khi mà cãi vã xảy ra thì anh ấy cũng không bao giờ dùng bạo lực với cô ấy. Bằng chứng là chữ viết trên cái thân ghiều. Thấy méo nào. Cái thân ghiều viết cái gì mà anh niên này suy đựng như đúng rồi vậy. Cái gì, một cái mảnh đĩa hả? Làm sao? Của con Vesna nó dục ở đây nè. Cái mảnh gốm này đầy cái chứa đầy cái sự tức giận và thất vọng. Một cuộc cãi vã đã nổ ra rất là bất ngờ. Từ hai cái manh mối này mình có thể kết luận là cái gì? Ngôi nhà này rất là thường xuyên có những sự cãi vã với nhau luôn. Một cặp vợ chồng là không hề dè dặt. Họ tranh cãi với nhau rất là gay gắt, ồn ào cho đến khi tắt thở hả? Tại sao? Cho đến khi cả hai cùng chết hả? Bất chấp mọi thứ. Vậy là cái dĩa này có khi bên cái nhà của mà bố con Vesna. Cái gì đây? U đi. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at the Vasilis burned out farmstead. Vì là Vesna và ông chồng của cô ấy. Luca thì rất là yêu vợ mình luôn. Ngươi có nghĩ là cái tình yêu đó đủ mạnh để mà khiến anh ấy giết người vì cô ta không? Đúng rồi đó. Tốt hơn hỏi cái điều đó đi. Thằng Luca rất là bạo lực, cũng rất là yêu vợ nha. Nên khi phát hiện ra con vợ của nó là bị ông bố bạo hành, thì có thể là nó đốt nhà, nó xiên luôn cái ông bố vợ rồi đó. Anh em thấy tình yêu chưa? Bây giờ mình có cái dấu vết của thằng Luca nè, coi nó đang ở đâu. Cái dấu vết trên cây ghiều của thằng Luca nó giống hệt trên cái khung cửa bị cháy luôn. Vì chứng tỏ thằng đó là thủ phạm mẹ này còn gì nữa. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Nói chuyện cô ơi, mở cửa ra đi cô. Nó lặp lại cái giọng râu vàng nãy nữa. Please open the door. I'd like to have a chat about. Tôi muốn nói chuyện về Luca, chồng của cô. Tốt hơn hết là nên chờ anh ấy trở về đi. Vesna nói về Luca rồi nè. Mình thu nhập được cái manh mối mới. Không phải là lần đầu tiên Vesna là chồng mình cùng chồng mình là đe dọa ai đó phải không? Vì thằng Luca này có tên một cái danh sách là thành phần bất hảo trong cái ngôi làng này, cho nó đi nghĩa vụ luôn. Rồi, bắt đầu có thông tin về cái thằng Luca luôn. Luca là một cái thằng sống rất là ủ rũ và ẩn dật, giống hệt mấy anh em vết giờ á. Tuy nhiên anh ấy dường như có một điểm yếu. Luca đã ở nhà ba siêu vào đêm xảy ra vụ án mạng và hỏa hoạn. Vì thằng Luca này không giết người á. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? Ông muốn cái đéo gì? Con nhỏ nãy nè. Mình tăng một điểm vào trái tim rồi, mình có thể dùng cái phép để khiến nó bình tĩnh luôn. Còn hai đó là mình đưa cho nó cái con búp bê nãy mình tìm được ngôi nhà bị cháy đó. Giờ mình có bằng chứng là kết luận cái thằng Luca vào cái đêm xảy ra cái vụ hỏa hoạn đó thì nó có đến nhà của cái ông mà cái ông trưởng làng là cái ông Basil á, nên nó mới để lại cái manh mối trên cái cánh cửa, trên cái khung cửa luôn. Thì do cái thằng Luca nó yêu con vợ nó quá là cái con Vesna nè, nên đến khi biết mà cái ông trưởng làng là bố vợ của nó đó, là cha của một thằng con bé Vesna này, bạo hành nó suốt một cái thời gian qua luôn. Nên cuối cùng cái thằng Luca có thể là nó mò lên đó, nó đốt nhà, nó giết luôn ông trưởng làng rồi. I think I've got something of yours. Đây, mình đưa cho em nó cái con búp bê để coi em nó khai ra cái gì. Cái con bé làm rớt trái táo nãy nè. Tôi biết cái điều này, biết cái nỗi sợ trong tim của bạn, bởi vì tôi là một cái pháp sư. Where can I find your husband? Luca đang ở đâu? In the clearing by the forest. He's chopping wood with the others. Anh ấy đang chặt gỗ trong một khu rừng thôi. Get that thing out of here. Bây giờ thì cút khỏi đây đi. Mới đưa con búp bê nó tỉnh lại chút xíu rồi nạt mình liền. Công nhận cái giọng em này nó chanh chua chát dữ thiệt. Dân làng ở đây làm cái gì đó sợ tôi lắm hả?
Có cái đỏ đỏ này nè. Đỏ đỏ gì nó bay nè. What do we have here? Cái gì đây? Con vịt á. Con ngỗng đã chết rồi. Ai đó thì đã bóp cổ con ngỗng đến chết. Cái cổng con ngỗng thì bị gãy ra một cách gấp khúc luôn, thể hiện cái sự mà giận dữ tuôn trào của cái người đã giết chết con chim tội nghiệp này. Một cái cảm xúc mà không phải là do ham muốn về cái thức ăn hay là da lông của con vịt, mà nó có bị chanh chua cái lòng đố kỵ, mong muốn tài sản của mà Bongan á, mong muốn toàn bộ tài sản của Bongan sẽ cút xuống địa ngục, tức là giết con ngỗng là để trả thù hay là dằn mặt đe dọa vậy đó. Có đánh nhau nó không để mình tăng điểm này, tăng cái tấn công, tăng cái đòn tấn công kế tiếp cho cái con mà sa lua của mình, sa lua to của mình lên 50% luôn. Con sa lua to nó đánh sao ta? Tức là mình dùng cái skill này rồi thì chút nữa con sa lua to của mình nó đánh một cái thì gấp đôi đam á. Đây, 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 đây. Tôi nghĩ cái đó thì nên đút vô cái focus không? Tại vì thường mình phá focus rất là thường xuyên luôn. Over my dead body. I reject this verdict. Bước vào cái xác đâu đi, tao không muốn cái bộ đồ đó. And he wanted to come see you himself. He was first to judge. Nhờ cái bà này phân xử hả? Tao nói cái điều tao đã nói rồi, đừng có mong tao thay đổi ý tiếng của mày, cút khỏi đây đi. Có người đang theo dõi rồi. Cái bà đó bả nạt là cái thằng này nên kết thúc cái chuyện này đi. Tại là mình đến mình nhiều chuyện mình đang coi á, đừng có để người ngoài nhìn thấy nữa. Thì đây không phải là người ngoài đâu, ông này cũng nói nè, đây chính là nhân chứng nè. Bây giờ nghe lời mình nói đi. Tôi mới đến tôi biết cái méo gì đâu mà ông kêu tôi nói. Đây là một cái lời lừa dối của một cái kẻ trộm đồ người mẹ của tôi. Tức là hai thằng này nó cãi nhau á, một thằng á đi lừa tiền của người ta, lấy hết đồ đạc mà mấy cái tài sản quý giá rồi, nên thằng này nó mới quạo, nó bóp cổ con ngỗng chết. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother, and this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too. Because you strangled mine. Now what do I care about some trinkets your mother left you? Quan tâm đến danh sách của mẹ mày đâu. Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Công lý ở đây là cái gì? Một cái con ngỗng chết giữa cái cuộc tranh cãi giữa hai cái cha nội này. Cuối cùng là cái bà người phụ nữ thông thái đó phải đứng ra làm cái vật trung gian nhánh giữa. Kết luận nào? Ở Antony Do là cái ông bóp cổ con ngỗng. Còn cái thằng này á, thì đổ thừa, bớt cổ con ngỗng, đổ thừa cái thằng này đang trộm tài sản của mẹ ổng. Bà bạo lực cái là thấy không ổn rồi đó. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, bình tĩnh đi, mình nghe lời cái lời của phụ nữ đó đi. I'm sorry, Bogdan. Mình cũng méo biết ai đúng ai sai trong cái vụ này đâu. Chắc là tôi thiếu cái manh mối gì đó. And tell me what you're doing here. Bà này bà nhận ra mình là một cái pháp sư rồi. Được bà. Bà muốn nói chuyện gì? Ê, có cái gì đây vậy? Đây nè. Muối trên cái bậc thềm cửa để bảo vệ là chống lại những người khách ghé thăm không mong muốn. Từ bốn cái manh mối đó mình tìm được cái gì đây? Dân làng nổi giận và đổ lỗi cho những rắc rối của họ là hành động của Bukavac. Là cái con mà... cái con dạng như con ma hồi nãy đó. Họ đang cố gắng tự vệ khỏi cái linh hồn ám ảnh này bằng những cái cách dân gian được đồng miệng trong cái truyền thuyết. Bằng cách kể muối lên cái bệ cửa. What do we have here? Nhật ký, mục sư gì đó. Gửi đến con trai. Con trai bả chả dùng tiếng Nga luôn.
Giờ mày muốn viết cho tao một bức thư với bằng tiếng Nga hả? Thời này thời Ba Lan mà. Lên cấp, lên cấp. Ủa? Không có ba điểm này mà qua đây luôn hả? Tăng thêm đam. Có gì đây đây? Một cái biểu tượng Satinecon, một cái biểu tượng vẽ tay. Người phụ nữ này có nét vẽ tay gì đó à? Nói chuyện với bà ấy, bà kêu mình vô đây làm gì? To have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Mình muốn nhờ bà giúp đỡ cái gì đó thì bà mới nạt mình làm lẹ đi. Tao không có đủ già để nghe mày lẩm nhẩm nữa đâu. Hỏi về cái chết của trưởng làng. Cái gì mình đổ tội cho bà này là quyền rủa cái mà ba City này luôn. Tức là cái ông trưởng làng á. Hỏi về cái chết của ông trưởng làng cái đó. And that tragedy at the elder's farm. Did it affect people? Ông phải, ông ấy có phải là một kẻ đồ đệ không? Less, others more. Một số thì ít, một số thì nhiều. But I found out he could be heavy-handed. He was a drinker and a beater. So, some folk here don't miss him one bit. Have you got many more nosy questions? Buộc tội ổng, buộc tội bả là ám ông trưởng làng. Tại sao ta? Bà nguyên của ông ta. Tại sao? Chàng của Vena đó. A spell. I help people, yes. Tôi giúp đỡ người khác thôi. Vesna không phải là vấn đề bố cô ấy. Giờ tin tưởng vào cái lời nguyền pháp thuật phép sư. Bởi vì tôi nói là tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây để đánh bạc với rồi. Ba siêu thì có một cái mặt đen tối bên trong nhân cách của ông ấy. Một người đàn ông thì tuy nhiên bên ngoài cái trưởng làng đạo mạo tốt bụng á, nhưng lại là cơn ác mộng đối với Beona hàng năm rồi. Đúng là bạo lực gia đình. Vesna came here for help, didn't she? Vasily drank and beat her and no one did anything about it. So you put that curse. Vesna thì đến đây để nhờ bà này giúp đỡ, xong rồi bà này bá ám cái ông đó luôn. How did you know that? Chỉ là chưa biết cái con quỷ kia nó núp trong người nào. Có khi là nó không núp trong cái thằng đó thiệt. Tôi là pháp sư mà nên tôi biết cái chuyện đó thôi. You people's magic. That's something I've got no faith in. Go on. For me giving Vasily a piece of my mind. He took it out on Vesna. And then her husband walked in and đó, khi mà chồng của cô ấy là gạo bước lại giết con Vesna thì đã có một cái con sao rồi đó tham gia vào cái đó thôi. But it wasn't Luca that killed Vasily. Nếu không phải Luca là sẽ xét nhân thì đó chính là cái con Vesna kia. And until now, only two people knew what happened there. Vesna and me. Don't be scared. I'll do my best to help you. Then I think we have to talk to Vesna. Rồi đi gặp nói chuyện với con bé Vesna thôi. Mua đờ. Vesna chính là cái hung thủ sát hại bố mình chứ không phải là cái thằng Luca. Nhém nữa tôi đi vô gần tôi đổ thừa nó rồi. Cô ấy làm việc đó vì một cái tín ngưỡng của mình. Chồng cô ấy không hề liên quan đến cái chết con trưởng làng luôn. Cha của Vesna là người đã hành hạ cô ấy trong một cái thời gian rất dài. Nỗi sợ hãi đã hướng cô ấy đến một cái người phụ nữ thông thái trong làng là cái bà nãy đó, dạng như cái bà pháp sư đó, để tìm kiếm một cái sự giúp đỡ từ cái bà ấy. Tuyệt vọng Vesna, nhưng điều đó thì không thực sự hiệu quả. Cuối cùng quá tuyệt vọng thì Vesna mới tìm được đến cái biện pháp cuối cùng. Cô ấy đã sát hại người cha độc ác của mình. Vậy là hung thủ không phải thằng chồng của Vesna đó, mà chính là nó luôn. Cuối cùng là cái con quỷ đó nằm nhập vô nó chứ không phải thằng chồng đó. Bà này đi đâu đó? Nam Sogi Buddha, Nam Sogi gì đây?
Please open up. Mở cửa nào. No need to be afraid. Just open the door. You're gonna wear yourself out banging a door like that. Can't you see nobody there? Không ai đây cả. Looking for Vesna. I have to speak to Vesna đâu rồi? Tôi cần nói chuyện với cô ấy. Am I stopping you? Nobody there. I'm sure she went to see the hubby at work. Go bother damming the clearing instead of pounding on empty house door. Nó bỏ trốn rồi mẹ nó rồi. Thank you. Đi đến khu rừng thôi. Bà ơi bà. Bà hãy đợi cho con bé rồi. Bà cách phép mà không hiệu quả nên cuối cùng nó tự tay nó xiên ổng luôn. Mém nữa mình đối tội cho thằng Luca rồi. Anh ơi, chở em vô rừng. Again. Nữa à, ám nhỏ. Bây giờ là cái chuyện sống còn đó, con mèo rồi. Mượn cái ông gác Putin ra nói chuyện giùm đó. I know who's attracting the Bukovac. Can you repeat? Tôi biết con Bukovac đang ẩn náu gì trong ai rồi. It's Vesna. Đó là Vesna. Do you still want to catch that Salutor? Có cách nào để bắt được cái con Salutor đó không? Despite the risk. Kể cả gũi con. I can persuade you to come with me. Tôi hy vọng là anh sẽ đi với tôi để hỗ trợ cái điều này. You're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Not much to think about here. If we can help Vesna, then get this nag quick to clearing like Mr. Shulsky asks. Bà này bà nạt cái ông đánh xe à. Rồi, đi mà bắt cái con Vesna. Bắt cái con quỷ mà cái gì ba cu vác gì trong người con Vesna ra thôi. Kìa nó đang nạt con Luca anh chồng nó kìa. Vesna, child. We have to talk. Vesna nói chuyện đi con. Ê anh Luca ơi, anh đừng có cầm ghiều ở đây. You shouldn't have threatened. Mày đừng có mà chiêu chọc vợ tao nữa. I know what you did. Tôi biết cái chuyện đã xảy ra rồi. You don't know what you're saying. Mày đéo biết mày đang nói cái gì đâu. She's the one who brought the book of Cô ấy đã mang Bukovac đến đây. Cô ấy giết Vasi. When the wise woman khi mà cái phép thuật của cái bà phụ nữ đó thì không có thời gian. Cô ấy đã làm cái điều đó. You're the one who killed your father. Mày chỉ là một người để giết bố của mình. And I'd do it again if I could. Get out of here. Cút khỏi đây đi. Cút cái méo à. Solo 1 cho 1 nè em. Mày đây rồi, Bukovac. Vesna's flaw is mine and you are mine. Rồi bây giờ nó mới cho cái độ khó công bằng thôi. Cái méo gì đây? Đánh với một con mà Saluto quan giả. Một cái ác với con ma quan giả. Rồi nói chung là mình đập mấy thằng nó ám. Này tới là 5 điểm focus lận. Cái gì đây? Tốn thêm 7 thời gian chuẩn bị nhưng mà nó sẽ gây cái lượng đam tối đa. Thôi mình không có cái thẻ nào hợp gắn. Không gắn đâu. Nó đánh xong con Vesna nó lại đánh nghe. Chắc là không trừ focus nữa đâu. Tập trung đấm nó luôn đi. Trừ focus nó tới khi nào nữa. Coi lại cái bộ bài của mình đây. Cái chiêu đánh tay này của mình 50% cơ hội làm cái gì đó. Cái chiêu đánh chậm thì giảm một phân kết thôi. Chém nó luôn. Hai đòn thì nó khoảng 20 mấy đam. Ba mươi hai máu, 5-6 máu. Đấm nó cái nữa. Phá được cái chiêu của nó nè. Với con Vesna để đánh thôi. Cái này trạng thái hả? Mình rơi vào cái trạng thái bấn loạn rồi nè. Nhận 2 đam khi mà kết thúc mỗi tuôn. Hiệu ứng này có thể chồng lên 4 lần. Ây da. Thằng này nó còn 13 máu à. Đánh cái cú này hên xui lắm. Đánh cú này đi. Rồi xong rồi Vesna khảy nhẹ cái.
có 5 điểm gì ta. Nhưng mà mình được hồi máu. Bấm nó phát nữa là nó chết luôn rồi. Ok. Hết hit, hết hit. Con Vietna này nó vẫn sống nè. À không, nó gọi ra quái. Bây giờ lên 3 đam rồi. Thằng này một focus phá của nó được nè. Phá điểm cái focus nữa. Bây giờ cái con mà cái gì Vietna đánh mình rồi. Bây giờ một hit thằng này chết luôn rồi. Con này tới 4 điểm rồi ha. 4 điểm thì mình một thằng nè. Nó đấm mình không? Ây da, nó đấm cái ba đam mà chả thấm gì đó. Nhưng mà cái khiêu con Vietna này nó còn dồn đúng đau luôn nè. Tuần sau là mình mất một phút máu luôn á. Thôi, hồi máu đi. Tăng cơ bắp cho con Vietna lên. Tám mươi phần trăm nó sẽ chết. Dạ đau quá vậy. Nhưng mà tôi này nó xong rồi. Không biết còn đánh này không. Ôi vãi, nó đấm một phát 12 đau. Trong luôn kìa. Mình đã kích hoạt được cái phà lao mới. Cái điểm mà cửa mới của mình. Một cái khuyết điểm nhân cách đó. Mình đang sợ cái tâm trí của mình sẽ trở nên bị điên khùng rồi bị mất kiểm soát một lần nữa. Đồng cách Putin nó đang giúp mình rồi. Hên là cái anh pháp sư ở đây anh gánh mình nha. Không có anh pháp sư là chắc mình hẻo luôn rồi đó. Chứ không có mà chiêu mộ được con quái vật này đâu. Đây, mình có thể chiêu mộ được cái con Saluto mới rồi. Khi mà đánh bại Bukavac á, mình có thể chiêu mộ con Saluto nó về cái đít. Giác Putin thì giúp mình kìm nén cái cơn giận dữ lại. Đây, một cái con Saluto mới tên là Bukavac. Unbelievable. Méo thì tin được. How do you feel? Are you alright? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so... Nếu một đống dân làng cầm rìu vây quanh thì méo ổn lắm đâu. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. Tao làm cái điều đó vì phép thuật của mày, đó là lỗi của mày. Pháp sư thì không có giúp ba siêu. Nó chỉ mang mấy vật đến đây thôi. Mày là con quỷ phù thủy. Tôi sẽ chặt xác mày. Nếu vậy thì giết cả tôi đi. Tôi đã thấy tất cả mọi thứ rồi. Bach, you're a big man now. But when he was beating Vesna for years, no one lifted a finger. Mày đã biết chuyện Vesna là bị hành hạ bao lâu nay nhưng mày đéo động một ngón tay nào vào chuyện đó cả. Go home, pray better, and leave her. Cúp đi, để cô ấy đi. Nó cắt cảnh nhanh quá. Vậy là xong rồi đó hả? Nó đẩy mình khỏi làng luôn nè. Chưa có coi cái kết cục làm sao nữa. Đây, mình được con này rồi đây. Nó trước tinh ginh kéo dài là thời gian là 5 tuần nè. Gây là 3 đến 4 đam khi kết thúc mỗi tuần. Tối đa cộng dùng 4 lần. Và đam nó hơi bị khiếp nha. Ghi đam lên tất cả của quân địch luôn. Trước tinh là 5.
gây tám đam cho tất cả quân địch đang trong cái trạng thái là Super Win này. Super Win này nãy tôi nhớ có một cái lá nào đó. Đánh điểm cái lá mới của mình là lá này, cắt lên một cái quân địch ngẫu nhiên, nó sẽ gây cái hiệu ứng là Super Gin đó. Cái này thì Super Gin luôn nhưng mà nó cắt chủ động hơn với thương cũ, còn cái này là cơn nóng giận bốc đồng. Cái này thì xài có chủ đích hơn, còn cái này phải chờ. Đây nè, đây nè, giảm một cái focus khi mà quân địch đang trong cái trạng thái Super Gin như nè. Chắc là lắp vô cái này đi. Còn cái này thì mình cá thì phá hủy cái chiêu nó luôn. Nóng giận 50% tăng cái đòn tấn công kế tiếp. Cái lá này lắp vô đâu bây giờ ta? Lắp đại đây đây, tôi cũng chả biết nữa. Mình đã được một cái điểm mới, tăng thêm cái chỉ số đít của mình lên là thêm 1. Vậy em ke là cái điểm gì đó? Sự cuồng nộ mãnh liệt. Ôi. Tăng cho mình một cái điểm này hả? Đây nè. Tăng mình một cái điểm này, hồi nãy nó tăng rồi nó cộng vô luôn mà. Điểm trí tuệ mình chưa có cái nào cả, tí có điểm thì tăng vô. Ai đây? Một cái nhà lữ hành nào đó hả? Chừng nào thì cái xe lửa nó mới đến thưa sếp? Cái người quản lý ở trong đó nói thì sẽ không tới một giờ nữa, nhưng tôi đã đợi ở đây từ rất lâu rồi. Pardon? Cái xe này sẽ ghé gần cái khu vực nữa đó hả? Không có gần biển gì đâu. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. Things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Chắc phải muốn đến Abulente vậy á. Còn ở đây đợi xe tiếp. Nói chuyện với thôi đó hả? Có gì ở đây nữa không? Vô đây coi cái bức điện tín của mình hồi nãy là hồi sáng nó gửi được chưa? Có thư cho em không anh ơi? I wanted to send two telegrams. Tôi muốn gửi thêm mà hai cái telegram nữa, một đến Paget, một đến mà Warsaw, một đến Paget. I was meant to send for you when the driver came to get the mail. Tôi có một bức thư gửi cho anh đây. My condolences about your father. Cái gì? Gửi lời chia buồn đến bố của anh hả? Ông mới nạt nạt mình hồi lúc mà trong mơ mà. Một đống bệnh còn hai đống liệm luôn rồi. Cái mặt này thì chắc là liệm luôn rồi. Do you still want to send something? Chẳng còn muốn gửi bức thư gì đó. Một cái đề nhắn của mà Ligia là chị gái của mình, chị gái song sinh của mình. Anh ai đây? Anh gắt Putin rồi phải không? Nói lời tạm biệt với tôi rồi. Your condition yesterday after the fight with that Bukovac. Ông này cảm thấy là có mối duyên nợ với mình rồi đó, sau cái vụ con Bukaba hôm qua. Không nghĩ là cái sức mạnh của những con quái vật nó lại có thể lên đến như thế không.
Ông lo cho cái sức khỏe của mình. Nói về cái chết của bố mình đó, vậy là đúng là ổng hẹo thiệt rồi nè. I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Mình thì nghe cái lời, cái giọng nói của ông bố sau rất là nhiều năm, nhưng mà chỉ trong cái trí tưởng tượng của mình thôi. Đúng là đáng buồn. A prophecy. I hope not. Tôi vẫn hy vọng là không. Muốn làm cái gì bây giờ? Chắc là đi đến vua sâu không? I have to bury my father. Đi giữ cái đám tang của ổng hả? Là cái khu vua sâu đó. Anh đi ông bên gách. Gách phu tư. I don't think I have anything else to do here. Rồi ổng đi với mình rồi. Tại vì ổng không có điều gì ổng làm đây nữa. Ông đang thích thú với cái đồ diễn ra trong cái đầu mình. Have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? Nghe giống như lời đe dọa ha. Có bao giờ thấy một cái hộp sọ người bị bổ đôi ra chưa? I haven't. I have. Ông này thấy rồi, cái sọ đó là của Pan Penelim gì đó. Não của ông ấy thì tràn ra trên cái lòng đường luôn. Trời ơi. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. Có khả năng sau này mình giúp cái ông này điều tra cái vụ đó nữa đó. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history. Đúng rồi đó, ông sau này sẽ trở thành một phần trong lịch sử thì. Mới đọc Wikipedia ông về ông mà. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Trước đó ông từng gặp một cái vụ án rất là kỳ lạ luôn. Ông cũng không có nghĩ là do mấy cái con quái vật nó gây ra. Bây giờ ông nhìn thấy mình, ông mới nghĩ về cái điều đó. Ông muốn đi theo mình để mà nghiên cứu thêm. Trời ơi, giờ mới vô game đó hả ông? Phải thì 1.5 tiếng đồng hồ của tôi giờ mới vô game. Cái nhà hàng và mấy khách sạn ở Pháp thì có cái tên gì đó, có tiếng Nga nó lồng vào. Chưa kịp đọc nữa thì nó lót xong rồi. Cái gì đây? Mình phải là đi lên cái xe lửa mới đúng chứ. Ê, thấy ghê quá nghe. Cái gì mà méo mó danh gì này à? Bình tĩnh. Trời ơi, chuyển thành game kinh dị vậy hả? Nói lựu đạn nhà nó. Giật cơ mình. Warsaw! Đang ngủ mơ. Warsaw! Warsaw! Last stop Warsaw. Time to wake up. Đến cái gian cuối của Warsaw rồi, đến lúc thức dậy rồi. The weather is like my mood. Thời tiết thì không có hợp tâm trạng đâu lắm. Circumstances of the funeral bringing you back. You hadn't thought of ever returning here? Cái này là cái gì? Tự nhiên ông hỏi tâm trạng của mình với những cái người trên xe anh này là cái gì? Việc quay lại đây à? Báo chí thì nói về cái vụ ở qua sâu này. The only person I consider close is my sister. Đó, chị của mình nói rằng. Let's see. Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. Công nhân biểu tình ở đó có tình huống bạo lực xảy ra vào khoảng cái tuần trước là có một số cái người đã hẹo rồi. Gì mà thấy ghê vậy? Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds and explosive materials. They're also suspected of robbing a train. Chiến binh của Đảng Xã hội Ba Lan bắt đầu tấn công gì đó, chiếm dụng cái một số cái ngân hàng, những cái nhà kho gì. Further along we've got murders, muggings,
and poverty. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people writing. Anh có nhìn thấy tâm trạng của những người ở đây không? Đang hỏi mình quan sát những người xung quanh nghĩ sao về cái tình huống này. Cái lịch sử Ba Lan như anh em nãy đó là đang trong cái thời kỳ chiến loạn này thôi. Tới năm 1918 nó mới độc lập lần. Bây giờ mới năm 1905 thì 1909 giờ. Tức là còn cả thập niên nữa. Nên bây giờ vẫn đang chiến tranh rất gay gắt nha. Ba Lan vẫn chưa có được cái độc lập. Vẫn đang bị mấy bên Nga hay gì đó chiếm đóng lãnh thổ. Nên những người trên cái đồn tàu mà đi lại cái vùng mà chiến khu đó thì không biết cái cảm giác của họ như thế nào. Không cần đến cái năng lực của mình đâu, mình có thể đoán được là rất nhiều người ở đây rồi. Công nhân rồi nè, họ làm mỏ rồi, nữ hồng gái gì đó. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Từng cái khuôn mặt ai cũng thấy tuyệt vọng cả. Đây. There's a terrified woman riding with us. She's either running away. Người phụ nữ này thì trông có vẻ mệt mỏi, trông như chạy trốn cái điều gì đó hả? Smuggling something, because excitement is all mixed up with guilt and Simon. À, đứa đầu suy luận như là Sherlock Holmes luôn. He's going whoring. If there's something I've learned in life, Victor, it's never to neglect the horse. Một bài học trong sự sống, trải nghiệm cuộc đời của ông này, đừng bao giờ là bỏ rơi một em gái điếm mà không nói gì cả. Đúng cái vụ hồi đầu game mình chọn ông luôn đó. Ông này bóng bỏ là một cô gái trẻ ở đâu đó. Paris phải không? Hồi nãy là hình như ông nói là Paris. Mấy cái đoạn cắt cảnh nó hơi bị góp FPS nha. Do con máy đôi nó render không kịp hay gì á. Cái gì nữa đây? Đừng có nói là có cái con nào ở đây nữa à. Ngày 7 tháng 9 năm 1905. Mình đang ở cái chỗ này. Đi đến mà đám tang của ông bố mình thôi. Đây là mình xuống ga tàu rồi. Ông Gách Putin đâu ta? Ông đi đâu rồi? Xuống đây hả? Đi xuống đường hầm hả? Ôi vãi, cái khu dưới này nó lớn nha. Cho nguyên gốc bàn ăn mà phong cách của Trung Hoa đi luôn nè. Quý tộc Trung Quốc hồi xưa hả? Này cái gì đây? Chắc là dạng cái menu hay thực đơn vậy đó. Súp rau củ gì nè. Dê ngỗng vịt cù gì đó. Không có gì đây cả. Đi vô chỉ dầm dầm vậy thôi. Này gì đây? Một cái tờ lá thư gì đó bị rơi rớt trên đường. Một ngày làm việc 11 giờ đang giết hết chết chúng ta. Hãy noi gương những cái công nhân ở nhà máy Đức và Pháp. Cũng như là anh họ đấu tranh cái thời gian giảm thời gian làm việc xuống còn 9 giờ mỗi ngày. Bây giờ hiện tại chúng ta đang là 8 giờ mỗi ngày. Hãy tham gia cái cuộc đình công. Vứt cái công cụ của bạn đi. Và tham gia cuộc chiến vì tương lai của chúng ta. Dạng như cái tờ giấy mà kêu gọi biểu tình đình công của công nhân á. Gì lên cấp nữa nè. Một ngày làm việc mười mấy tiếng thì đúng khổ thiệt chứ. Hồi phục của mình bao focus. Lắp nó vô cái chiêu này nào mà thi thoảng mình mới xài một lần á. Chiêu này đây. Cái này thì tôi vẫn chưa biết lắp vô đâu. Nhưng mà nó thêm 7 điểm delay lắm. Không chơi đâu.
Này là gì? À, cái chỗ đi lên ga tàu mà hướng bên này. Đi xuống ga tàu nữa. Cái từng báo New Gold thôi. Dài quá vậy nhưng mà không biết có thông tin quan trọng không. Trưởng công an của thành phố Washington đã xin thông báo với công chúng rằng liên quan đến một chuyến thăm của mà cái gì? Rồi ông này gọi là cái gì ta? Vậy như thủ tướng đi. Số lượng đơn vị tuần tra trên đường phố thì sẽ tăng gấp đôi, đặc biệt các cảnh sát sẽ đề phòng những cái nhóm gây rối trật tự công cộng nhiều hơn. Cái ông này chính thức lên án cái pháp sư là những cái lũ đang băm rất là gây nguy hiểm cho xã hội thôi. Một nói đe dọa lớn với những cái nhân loại. Vậy là cái ông này cũng không có cảm tình với mình cho lắm rồi đó. Hôm qua thì gần cái thành phố mà ghi mắt ra này, cảnh sát đã bắt giữ 15 người biểu tình cực kỳ ồn ào gây cản trở giao thông. Và yêu cầu tử hình đối với người sử dụng phép thuật. Vãi thiệt. Nó yêu cầu tử hình như những cái người pháp sư như mình luôn nè. Sao mà gây gắt với nhau như vậy? Những cái người dân biểu tình say xỉn và bắt đầu đánh nhau với những đơn vị cảnh sát đã được điều động đến hiện trường. Rồi sao nữa? Vì chỗ này mà mình cách phép bậy bạ có khi là mình xanh cỏ luôn đó nha. Cái này nó đang tuyển dụng là tóc màu nâu, mắt màu xanh, mặt thì gọng gọng gì đó. Nó đi nó chi nã thằng nào vậy? Có khi tí nữa là mình gặp cái thằng này đó. Anh em nhớ cái mặt nó chưa? Tôi thì bị mù mặt này nên không có phân biệt được. Vẫn là cái tờ biểu tình chống lại những cái pháp sư này thôi. Dân ở đây biểu tình thì công nhân thì làm việc 11 giờ một ngày. Pháp sư thì nó đòi tiêu diệt luôn. Lại mấy cái tờ báo gì là chính. Hết rồi hả? Thì còn cái gì nữa nè? Chắc là cái tờ báo nãy thôi. Dài quá vậy chứ. Thôi. Dân ở đây xếp hàng làm cái gì nè? Giống dịch vụ công quá vậy đó. Đi đổi mà bằng lái xe hay là thay căn cước công dân mẫu mới đó. Trời cháu. Giờ mình đi đâu nữa? Đi ra hả? Rồi giờ mới vô chương 1 nè. Thành phố không bao giờ quên. Lính gác bây giờ trực đầy đường đó cho nên chắc cái ông thủ tướng gì đó về đó. Ông thị trưởng gì về mới về đó. Why such a crowd? Sao ở đây tụ tập như vậy? These are troubled times. Brothers turn against brothers. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. Nhà đổ máu đủ rồi, bây giờ bạo lực còn phải ngừng lại. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw. Giới thiệu một cái lão tên là Genevon gì đó. Georgi Antonovich Skawon. Skawon đó. Ông này chắc người Nga rồi. Đến là trực cái khu này để chiếm đóng một cái gã đầu thể. Hỏi về cái ông Sanacon sao lại kêu ổng bằng cái gã đồ tể. Tôi không biết nhiều lắm, vui lòng cho tôi biết thêm thông tin. Tôi thấy anh không phải ở đây đâu. That swine keeps a photo album of all the folks he's had shot at the Citadel. Nó sưu tập nguyên một cái bướm cuốn mà album về những người nó bắn vào đầu luôn. Vãi thiệt. Thằng này tính tình bạo ngược nha. Nó biết mình là pháp sư chắc nó xử mình luôn á. The time for leniency and indulgence is over. From the moment this office is bestowed on me, all forces hostile to the subjects of Greater Russia will have nói đúng cái giọng Nga right to exist. None, whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocateurs. He sure knows how to unite a crowd. Pardon me, are you Polish?
Xin lỗi, anh là người Ba Lan à? Mình nói thật hay là nói dối đây? Thôi, mới gặp người lạ thì không nên mà lẩm nhẩm đến chuyện bậy bạ đâu. I was born in Warsaw, but I'm lapsed. Nói chuyện đánh trống lảng đi. My name's Victor. Vanda. Tôi là Victor. Vanda. This is Russia here. Like it or not. Warsaw. Время террора. Ông nói gì vậy? Иди нахуй! Иди нахуй. My first decision as Governor General of Warsaw. Арестовать. Làm cái gì đó. Great heroes and their sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. Nó dụ mình đi đánh nhau rồi. Polyaki. We want that rebel. The loudmouth. Damn. What happened? Cái chuyện gì đó. Be a gentleman. Please kneel and tie my shoe. Con bé này có cây dao với giày. Ôi vãi thiệt. Nó là thuộc cái dân giàu phản động hay gì, biểu tình gì đó. Tại sao? That seems more like a job for the servants. Đấm nhau luôn. Go ahead. Look down. Mình giả bộ mình là lính của bà này. Đi bộ dây giày để bả lấy con dao không? Cái này diễn đảng mà giáo cái gì? Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or все их забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Can you get us out of here? Bây giờ mình đấm nhau để đưa mấy người này ra khỏi đây á. Mấy thằng mà lính Nga này á, nó đến cái Ba Lan á, bắt đầu nó gây áp lực dựa vào cái vụ biểu tình á, đi ức hiếp dân chúng luôn. Nó cũng mà tranh thủ nó trấn áp cái biểu tình thông qua mà trấn áp mấy người dân thông qua cái vụ biểu tình đó nữa. I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, cảm giác như mình đang bị lợi dụng nhiều hơn là mình đi giúp đỡ người ta. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Hỏi ơi, bà này đây, em này đây, mà hổ báo như vậy? Tối ngày đứng dậy chống đối chính quyền á. In distress. Those don't usually hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? Thường dân thì đâu có ai giấu cái dao trong cái giày của mình làm cái gì đó. For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw or a common magician. Mình này hâm dọa sẽ đi mất lẻo về cái con bé này. Nhưng mà con bé này nó méo sợ đâu. Well, since you asked so nicely. Who are you? Chết rồi, bấm đổn rồi. A damsel in distress. Those don't usually hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? I'm going to take a look around. Rồi. Con bé này nó kéo mình thành đồng đảng với nó rồi. Nó giấu cái một đống đạn dưới chân nó luôn á. Đây là những cái đạn viên súng lục nè. Wanda. Wanda nó giấu dạng giấu đạn dưới đó, không lẽ mình đi tìm cái súng. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? Mình đang bị mất lẻo hả? On my knees, kissing Ruski's ass? Mình muốn mượn cái thằng này nó giúp đỡ mình thì méo có chuyện đó không? Hỏi rồi muốn đổ máu ở đây không? Do you realize blood is about to be spilled? And that it might be mine. Fuck off.
lãnh đạo giai cấp công nhân. Cái gầu trắng của mấy anh cảnh sát này. Có cái gì tìm được ở đây nữa đâu. Chỗ này chắc phải đấm nhau với mà mấy anh chính quyền hả? Trong đó chính quyền hả? Pardon me, gentlemen. Chào cái quý ông. Has received the order. For now, zero response. We'll give them a moment. To arrest them all, book them, interrogate them. Gospody will be home in November. Thẩm vấn cái đéo á. Cái nhóm lính này bây giờ là rất là manh động luôn. Mình mà sơ sẩy là nó có quyền nó hốt mình luôn á. Chắc để chủ yếu là dằn mặt là chính. Cuộc săn lùng ở cái nhà ga này. Trung sĩ thì muốn kết thúc một cái ngày làm việc vất vả để về nhà càng nhanh càng tốt. Một cái cuộc săn lùng ấy đòi hỏi rất là nhiều công việc mà anh ấy là không muốn làm cho lắm. Vì đang lười việc mà. Chỉ cần một chút khúc đẩy anh ta có thể chấp nhận những cái kẻ kích động và bỏ qua những người còn lại. Người lãnh đạo công nhân là một cái người hoàn hảo cho cái vai trò này. Gentlemen, please forgive me. Maybe there's a faster way to get this situation resolved. Back off, Polyak, or we'll start shooting. Paniatno, scram. Cúp đi hoặc là bắn, bắt đầu bắn mày bây giờ. Bây giờ mình có nhiều cái lựa chọn á. Là mình tố cáo cái con bé Wanda luôn. Còn hai á là mình chọt chọt á. Bắt đầu bôi nhỏ nó bằng cái kỹ năng của mình. Còn ba á là mình tố cáo cái thằng lãnh đạo giai cấp công nhân rồi đấy. Mấy cái lựa chọn này có bộ quan trọng hết nha. Chắc là chọn cái này đi. Thằng này nó đang phải đi điều tra cái vụ ở đây á. Nhưng mà nó làm biến làm việc với lại nó muốn vơ đại thằng nào đó nó bắt. Nó bắt thằng đó đi thì xong nó sẽ rút quân về. Lúc đó thì mình với con mà Madame nãy được đi. Nên chắc là gấp đá bỏ tay người, gấp lửa bỏ tay người. Should we go in and capture the worker who's mouthing off and let Deras go? Rồi đi bắt thằng công nhân nãy rồi. Das, Sergeant. We can use anyone as an example. Shagom, march! Goodbye. You're welcome. Rồi đi được rồi đấy chị ơi. At our next meeting, we could use someone like you. Em này cũng muốn gặp lại mình đó hả? We. Tôi có liên quan gì đến chị đâu mà kêu tôi là quý. You haven't just got pretty eyes, you know how to use them. Maybe you'll find time one day for some jam donuts. Bắt đầu tán tỉnh mình đó. Con game này cái đồ họa nó thì đẹp đó nhưng mà biểu cảm khuôn mặt thì không ổn cho lắm. Thực sự nãy giờ nhìn mấy cái biểu cảm khuôn mặt là thấy nó hơi đơ rồi đó. Nhất là cái cặp mắt, đó. Cặp mắt rất là vô hồn không. Cái em này nãy mang đạn qua cái biên giới đó, cuối cùng lại bị chặn lại vì điều tra cái cuộc biểu tình. Nên nhờ mình giúp đỡ là mình mới đánh chống lãng. Hùa nhau mấy anh lính đi bắt cái anh công nhân nãy. Để về mấy chót lọt đem được cái mấy cái viên đạn này qua bên cái mà cửa biên giới. Game này chơi chắc cũng gần 2 tiếng rồi đó. Nên chắc ngừng ở đây đi. Có thời gian đưa chơi tiếp. Cốt truyện nó mang đến lịch sử hơi nhiều quá. Nhưng mà cái gameplay nó thì khá là hay nha. Mình có thể quan sát mấy cái manh mối rồi đưa ra một cái kết luận như một thám tử điều tra luôn. Chưa kể là cái hành động, cái lối chơi tên bay nó cũng rất là có chiều sâu nữa nè. 4 con quái vật và bây giờ mới được có một con à. Thì khi mình nâng cái điểm này lên nó cho mình cái điểm bổ trợ nữa. Điểm bổ trợ mình để gán vô những cái lá bài. Khi mình nâng cái này lên thì được lá bài. Còn cái này thì có rất nhiều cái. Đổi cái này được không ta? Cái này là những cái tính cách trong cái bản thân của mình. Kiêu ngạo nè, bốc đồng nè. Rồi cây kỹ năng thì cũng tương đối dài đó, không quá dài đâu. Về sau nâng mấy cái này là 2-3 điểm thì chắc khi là mát hết. Cũng là rất là có chiều sâu nha, chưa có bắt được con nào trong hai con này nữa nào. Thôi, game này có thời gian thì chơi tiếp thôi.
đồ họa nó thì tương đối ổn. Lồng tiếng nhân vật thì nó tương đối đều đều, không có quá nhiều cảm xúc đâu. Biểu cảm khuôn mặt thì nó cũng không ổn cho lắm, rất là lạnh nhạt luôn. Nhưng bù lại cái cốt truyện nó với cái gameplay nó thì gánh lên một phần. Rồi, bye bye anh em. Xếp game. Auto xếp nhiều quá ha. New xếp. Lần chơi thứ nhất, đây qua. Có thời gian thì tôi sẽ chơi tiếp con game này. Nhưng mà không biết có quay video thêm cho anh em không. Rồi, ok, bye bye anh em.